Thật đáng thương cho bà con phải đương đầu với bệnh dịch virus Vũ Hán lây lan, làm mọi người khốn khó, hoang mang lo sợ, bất an trong cuộc sống, kinh tế khó khăn, thất nghiệp và trong sinh hoạt mỗi ngày. Khi đi lại, nhưng bên cạnh đó có các nhà hảo tâm mạnh thường quân ra tay tiếp sức cho bà con cũng là việc làm ý nghĩa cho cuộc sống. Chúc quà mọn gửi đến bà con hôm nay, lá lành đùm lá rách. Cảm ơn tất cả quý ân nhân nhà hảo tâm đã mở rộng lòng đến với bà con nghèo, thật quý những tấm lòng thức khuya dậy sớm lo làm giao củ quả để kịp sáng cho bà con để nuôi sống nhu cầu mỗi ngày. Thật đáng thương cho bà con bi cảnh dịch lệ tràn lan khắp các tỉnh thành, riêng thành phố Sài Gòn là bi nặng nhất. Mong rằng sự thương xót của Chúa Trời ở cùng bà con mình. Thèm nước uống vô làm gì? Cho nước uống là được. Các rồi, anh chị em đồng tâm hiệp lực đi thu mua các tỉnh có nông sản và vận chuyển vào thành phố Sài Gòn cung cấp cho bà con vì nhu cầu thiết yếu sinh sống. Ê, bà Mục Sư Kim, chào sự hiếm hoi giờ đêm, giờ sáng củ quả và giá lại tăng cao cũng vì tình thương mến thương của bà con nghèo. Xin Chúa Trời thương xót tất cả đây bà là con. Bếp trưởng của đội từ thiện dạ. Dạ, việc công bằng. Các con chị em doing Tom Hai Pilusi. D Thursday mua các TINH co nong SAN da VAN CHIAN VAO TAN FO SAI GON KUNG CAP CHO BA KON B NU CA UTT YUSIN SOING SU HI AM HOI RAO CU QUAT VA CHI LA TANG CHO CU ING VI TIN THUANG MIEN THUANG CU A VA KUN JIO XION CHUA TRI THUANG ZOP TOC TCA BA KON Các con chị em doing Tom Hai Pilusi. D Thursday mua các TINH co nong SAN da VAN CHIAN VAO TAN FO SAI GON KUNG CAP CHO BA KON VINU CA UTT YUSIN SOING SU HI AM HOI RAO CU QUAT VA CHI LA TANG CHO CU ING VI TIN THUANG MIEN THUANG CU A VA KON JIO Xion chua trai thuong zop tok tca ba con. Thật đáng thương cho bà con phải đương đầu với bệnh dịch virus Vũ Hán lây lan, làm mọi người khốn khó, hoang mang lo sợ, bất an trong cuộc sống, kinh tế khó khăn, thất nghiệp và trong sinh hoạt mỗi ngày, khi đi lại. Nhưng bên cạnh đó có các nhà hảo tâm mạnh thường quân ra tay tiếp sức cho bà con cũng là việc làm ý nghĩa cho cuộc sống. Chúc quà mọn gửi đến bà con hôm nay, lá lành đùm lá rách. Cảm ơn tất cả quý ân nhân nhà hảo tâm đã mở rộng lòng đến với bà con nghèo, thật quý những tấm lòng thức khuya dậy sớm lo làm giao củ quả để kịp sáng cho bà con để nuôi sống nhu cầu mỗi ngày. Thật đáng thương cho bà con bi cảnh dịch lệ tràn lan khắp các tỉnh thành, riêng thành phố Sài Gòn là bi nặng nhất. Mong rằng sự thương xót của Chúa Trời ở cùng bà con mình. Các anh chị em đồng tâm hiệp lực đi thu mua các tỉnh có nông sản và vận chuyển vào thành phố Sài Gòn cung cấp cho bà con vì nhu cầu thiết yếu sinh sống. Sự hiếm hoi giao, củ quả và giá lại tăng cao cũng vì tình thương mến thương của bà con nghèo. Xin Chúa Trời thương xót tất cả bà con. Gạo đây. Vô mới vô chiều luôn. Quý vị thấy không? Sang có ai sang vô một xíu kim không? Đậm luôn. À. Rồi, chúc phước cho tất cả mọi người. Khi quý vị đang ngủ ngáy trên giường nệm, chúng tôi vẫn đang hì hục làm ở đây. Bốn người ngồi ở đây và bốn người trên hai chiếc xe đi giao hàng. Nhưng mà giờ không ai bắt máy khi gọi điện thoại cả. Cho nên ngày mai quý vị phải gọi điện thoại để liên lạc trả tiền Grab đem về nhà mà có rau sạch mà ăn. Em mới chuyển tiền. Ok. Đây. Chôm chôm. Hàng mới về. 35.000 một ký.
Măng cục cũng mới về luôn. Này là chôm chôm gì? Chôm chôm Thái. Rồi. À, măng cục 50.000. Rồi à, đây bơ. Hàng mới về hết hả? Này nhiêu chị? Đây là 40. 0034. Này của bà chị ha, măng sầu riêng. Nhiêu chị? Sầu riêng 80. 80. Sầu riêng bao? Đó, bao ăn 80.000. Ai cần comment. Đây bà chủ đang đứng đây. Giao cho bà rau nhút. Rồi quảng cáo giùm bán luôn cái dừa dừa nữa. Bao nhiêu trái bữa nay? Dừa 1 chục 50.000, 1 chục trái 12, 1 chục 12 trái 150.000. Rồi. Ai cần cứ comment với phần dưới bà chị bà sẽ vô phần của mình bà đọc rồi bà bán cái phần của bà ơi. Còn cải thảo nữa là nhiêu đây chị kìa? Cải thảo 35.000 em ơi. Hai bục măng này nữa bao nhiêu luôn? Măng 30.000 ký. Rồi su su nữa kìa, của chị có kìa. Su su 35.000. Rồi cải bắp. Bắp cải. Sau mình hết rồi. Chụp thì hỏi nó lấy thì anh gửi địa chỉ của anh tự nó ship. Rồi nó chạy đi ship. Đây, mình lo chuyện Chúa lo chuyện mình. Cảm ơn nhà tài trợ. Chở anh Tuấn. Đây. Tuấn chở, chở thôi. Anh Tuấn chở. Chở là một chị em ở Phan Rang, con cái Chúa ở Phan Rang. Cái này là hàng Phan Rang về ha. Hàng Phan Rang. Rồi bây giờ sẽ sắp xếp cho mấy mọi người. Cho nên anh em đừng sợ gì hết. Cái gì cũng sẽ có. Cứ tin cậy Chúa, Chúa sẽ cung cấp tất cả mọi điều. Amen. Nhưng mà phải cố gắng năng động lên để mà có cái, đừng để giống như là qua nuôi nuôi Eli là được. Ăn cái hai món hả? Hai món thì buồn lắm hả? Dạ, hai món Chúa cho nhiều đồ mà. À, cho nên mình phải đi biết, nhiều. Mình phải biết cái đào ăn được ăn không chứ. Đúng rồi. Cứ để hai món thì ngã chết. Đây cái gì nữa đây, khui này ra cái gì đây. Đủ que. Đó, rau. Rau que. Rau que. Đây là cái chỗ chợ của chị đầu mối ở ngoài đó. Phan Rang. Phan Rang. Hàng này từ Phan Rang về tiếp cứu Sài Gòn đây. Đây mình lấy miếng này ít này. Từ từ để quay cho anh em thấy cái đã, mình hàng gì để chanh. Cái này là giống gia vị vậy đó. À. Khoai tây. Khoai tây, khoai lang ta. Bí. Có đủ, nói chung nói chung là đủ ăn. Cà rốt. Một nhà thì là dư ăn cho nên chia ra để có hàng tươi ăn hoài. Cái này có một cả quỳ thánh đó chứ. Này. Ồ, bột này là bột đuối ạ. Ớt, gừng, gừng nghệ, me. Ôi, cảm ơn Chúa tiếp trợ cho có dư dật để mà cùng nhau. Rồi vậy nha, tôi tắt để sắp xếp phân phối cho anh em tiếp. Cái vô sớm ra không kìa. Cái vô sớm ra không kìa.